nghe nhiều á, chị cũng hay đi chơi tối đủ gì đi ăn nhở, nhưng mà chị nghe nhiều quá, nó hơi khó nghe. Thật sự là rất là khó nghe, mà dù ghét anh Nam thiệt, nhưng mà chắc chắn là khó nghe. Anh Nam rất là hiền, anh ngồi nghe, anh nhìn cả cô không nói, chứ thật ra là khó nghe.